Hi, xin chào mấy bạn. Hôm nay tôi sẽ làm về cuộc đời của Super Godzilla. Nó sinh ra từ đâu và lớn lên trưởng thành như thế nào để đạt được một cơ thể hoàn thiện và một sức mạnh vô địch siêu cấp vượt xa Godzilla bình thường. Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tại một cánh rừng rậm rạp thuộc hành tinh Nguyên Thủy, nơi mà Godzilla từng sinh ra và lớn lên. Nay Godzilla cũng đã lấy vợ, vợ của nó sinh được một bầy con. Tuy nhiên trong số đó vẫn còn một cái trứng chưa nở. Lúc bấy giờ, con thằng lằn phóng xạ cái, tức là vợ của Godzilla, đang dạy cho những đứa con mới nở cách sinh tồn, cách ăn uống, săn mồi và đặc biệt cách đi ị, làm sao không chay chét đầy cơ thể. Tuy nhiên, nhân lúc cơ hội cha của những con thằng lằn con, tức là Godzilla, đã đi vắng, một con quái vật dưới biển sâu gần cái khu rừng này đã nhìn mẹ con thằng lằn này từ rất lâu rồi. Trong cái con quái vật vừa mới xuất hiện này rất là quen, thì ra đó chính là Leatherface. Nó cũng nhanh chóng ập tới vợ con của Godzilla và xé xác ăn thịt. Thịt của những con thằng lằn con vừa mới nở ra rất ngon, rất bổ, rất nhiều năng lượng, khiến cho Leatherface chảy nước miếng. Và tất nhiên nó cũng không thể nào tha cho vợ của Godzilla được. Sau khi tàn sát và nuốt hết tất cả vào bụng, nó nhanh chóng quay trở lại biển để tránh Godzilla phát hiện. Tuy nhiên nó quên rằng còn một cái trứng chưa nở, và cái trứng này cũng chính là Super Godzilla sau này. Một hồi sau thì bên trong cái trứng này có một sinh vật đang phá vỡ vỏ và chui ra ngoài. Thì ra đó là một con thằng lằn con vừa mới nở, thật trông là đáng yêu cute. Nhưng mà khi vừa chào đời, nó chẳng thấy cha mẹ của nó ở đâu cả. Nó liền la lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, cho con bú sữa miếng đây, con thèm gần chết rồi nè." Và không ai trả lời nó, thế là nó cũng nhanh chóng chạy tứ lung tung để đi tìm mẹ của mình. Tuy nhiên cuộc sống không hề suôn sẻ, mẹ không thấy đâu thì nó lại bị tấn công bởi rất nhiều sinh vật khủng long hung tợn ở thế giới xung quanh. Nhưng mà chú thằng lằn con của chúng ta cũng không hề đơn giản, nó nhanh chóng sử dụng cái miệng vô cùng sắc và cứng, cùng với lớp da rất săn chắc đã bảo vệ cơ thể nó an toàn, đồng thời nó cũng đã tấn công kẻ thù, ăn thịt luôn bọn chúng. Thế rồi từng ngày trôi qua, nó cứ chạy theo quán tính và cảm xúc của mình, ăn rất là nhiều con khủng long con khác đã tấn công nó. Thứ thịt của lũ khủng long đó đã nuôi dưỡng cơ thể của nó dần dần phát triển và lớn lên theo từng ngày. Một thời gian sau, tay chân của nó cũng cao lên, thân mình của nó cũng bự ra và nó đã mọc đủ thứ lông, đặc biệt là lông nách. Thì ra nó cũng đã trưởng thành thêm một chút, bước vào giai đoạn dậy thì. Nhưng lúc này trong tâm trí của nó vẫn luôn đi tìm cha mẹ của mình. Nó tin rằng cha mẹ của nó đang đi du lịch ở một nơi nào đó, nó cần phải chạy tới tìm kiếm. Khi cơ thể của con thằn lằn dậy thì lớn hơn, nó đi xa hơn thì sẽ gặp được rất nhiều mối nguy hiểm hơn. Và lần này đặc biệt nó đã gặp được một sinh vật rất kỳ bí. Đầu thì là đầu trâu, mình sư tử và đuôi rắn. Không lẽ mẹ của con sinh vật này ngủ một lúc với 3-4 loại khác nhau? Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôi không dám nghĩ tới nữa đâu. Tuy nhiên thì cái lũ quái dị này rất dữ, bọn chúng tấn công tất cả những sinh vật nào đi ngang qua đây và giết chết ăn thịt. Tất nhiên chú thằng lằn dậy thì của chúng ta lúc này cũng không thể nào thoát được tầm mắt của bọn chúng. Bọn chúng cũng đã ụp lại theo bầy và cắn xé. Nhưng mà nhờ kế thừa sức mạnh của Godzilla, đồng thời năng lượng phóng xạ trong người của chú thằng lằn dậy thì cũng không hề ít, cộng với cái hàm răng vô cùng sắc bén và lớp da rất là trâu bò, cũng giúp cho chú thằng lằn dậy thì đánh bại hết cái lũ quái dị này và thậm chí ăn thịt luôn bọn chúng. Xem tới đây, một số bạn sẽ cho rằng nội dung rất bạo lực và kinh dị. Nhưng thưa các bạn, tại thế giới sinh tồn này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, con mồi và kẻ đi săn mồi mà thôi. Tôi nói cho anh biết này, ở cái xã hội này á, có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu và mạnh thế thôi. Tuy nhiên thì cái thế giới của con người chúng ta thì hoàn toàn khác, phải sống theo đạo đức và pháp luật. Quay trở lại với cái vấn đề chú thằn lằn dậy thì sau một thời gian tấn công và ăn thịt rất nhiều sinh vật quái dị, cuối cùng chú ấy cũng đã chạm trán một sinh vật cực kỳ lạ hơn. Và sinh vật này đã cung cấp cho nó một nguồn năng lượng làm thay đổi cơ thể của nó. Nó trở nên to hơn và hung tợn hơn nữa. Nó lại tiếp tục lên đường và tấn công những sinh vật cơ thể rất đầy lửa và kỳ dị kia. Nhìn bọn chúng giống như là một thần thụ, một cái cây biết di chuyển vậy. Nhưng mà trong người của bọn chúng chứa một nguồn năng lượng không hề nhỏ.
Cơ thể của chú thằng lằn con ngày nào bây giờ cũng đã trưởng thành. Nếu mà cuộc sống êm đẹp, chắc có lẽ nó cũng đã lấy một con thằng lằn cái và sinh rất là nhiều cháu nội cho Godzilla. Tuy nhiên, cha mẹ của nó bây giờ nó chẳng biết đi đâu tìm cả. Nó lại cố gắng dùng mạng sống và sức lực cuối cùng của mình để quyết tìm ra họ. Một khoảng thời gian dài cũng đã trôi qua. Trên đường nó di chuyển, nó ăn rất là nhiều thần thụ, hút được rất là nhiều nguồn năng lượng. Cho đến khi nó đã bước vào một vùng đất khác, nơi đó xuất hiện những con rồng ba đầu rất bự. Tất nhiên, chú thằng lằn trưởng thành của chúng ta cũng đã không ngán bố con thằng nào, liền tấn công và ăn thịt luôn cái con rồng ba đầu này. Chú thằng lằn trưởng thành đã nuốt nguyên con rồng vào bụng. Cơ thể của con rồng đó rất nóng, khiến cho người của chú thằng lằn bắt đầu bốc cháy. Nhưng mà nhờ năng lượng phóng xạ nên cơ thể của chú thằng lằn dần dần đã thích ứng và trở nên vô cùng to và bự. Tiếp tục tiến thẳng về phía trước, gặp rất là nhiều rồng ba đầu dữ tợn khác phun lửa tứ lung tung. Nhưng bây giờ thì chú thằng lằn siêu to siêu bự của chúng ta cũng không hề sợ. Nhưng mà chú thằng lằn luôn tin rằng cha mẹ của mình đang ở phía trước, chắc có lẽ họ đi du lịch gần đây mà thôi. Nghĩ đi thì nghĩ lại, tại cái thế giới sinh tồn khủng long khắc nghiệt này, tất cả sinh vật tới tuổi dậy thì đều có niềm vui nho nhỏ là muốn lấy vợ, sinh rất là nhiều con. Còn riêng chú thằng lằn phóng xạ của chúng ta vẫn muốn đi tìm cha mẹ của mình, vẫn muốn được yêu thương, muốn nằm trong vòng tay của cha mẹ, muốn gia đình sum vầy. Thật là có hiếu quá đi. Và điều mong muốn ấy cuối cùng cũng đã diễn ra. Một con Godzilla vô cùng to lớn đang nằm tại dọc một bờ biển. Chú thằng lằn bây giờ cũng nhanh chóng chạy tới và nghĩ rằng chắc chắn đó chính là mẹ của mình, liền tiến tới sát mặt của mẹ nó. Và nó cũng đã la lớn: "Mẹ ơi, tỉnh dậy đi mẹ ơi. Mẹ ơi, con muốn bú sữa. À nhầm, bây giờ con lớn rồi. Mẹ hãy đem chầu cao đi hỏi vợ cho con." Tất nhiên con Godzilla khổng lồ đó chắc chắn không phải là mẹ của nó, mà chính là cha của nó. Con Godzilla bắt đầu gầm gừ một cách rất yếu đuối, như muốn nói với con thằng lằn rực lửa kia rằng cuối cùng nó đang được gặp mặt một đứa con của nó còn sống. Hãy mau lên, hãy ăn chính thịt của nó đi. Thịt của nó sẽ ban cho con trai nó một nguồn sức mạnh rất lớn. Rồi sau đó hãy tiến thẳng về phía trước, báo thù cho cha mẹ Godzilla và các anh trai của con. Từ những tiếng gầm gừ cuối cùng của Godzilla sắp chết đã khiến cho chú thằng lằn con cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là lũ quái vật Leatherback đã giết vợ con của Godzilla. Mặc dù từ xa nhưng Godzilla đã cảm nhận được và quyết tới đây báo thù, nhưng hoàn toàn thất bại. Trước khi chết, Godzilla muốn ban toàn bộ sức mạnh và cơ thể của mình cho đứa con trai còn sống duy nhất để nó có thể giúp mình trả thù cho gia đình của Godzilla. Chú thằng lằn con vô cùng đau đớn khi biết được sự thật đó và ráng cố gắng nuốt toàn bộ cơ thể, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của cha mình. Kết hợp với sức mạnh của nó đã tạo ra một nguồn năng lượng phóng xạ cực kỳ lớn. Cơ thể của nó đã biến thành một con Super Godzilla siêu mạnh. Nó lập tức tiến về phía trước và bắt gặp được một bầy Leatherback. Lũ quái vật này chính là nguyên nhân giết chết gia đình của nó. Đến lúc rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Cái lũ quái vật này đã sát hại ba mẹ của nó, anh chị em của nó, khiến nó không thể nào đi lấy vợ đúng tuổi. Bây giờ nó sẽ cho lũ Leatherback này chết chung xuống dưới địa ngục. Nhưng mà khoa, lũ Leatherback này cũng không hề đơn giản. Bọn chúng có một khả năng rất đặc biệt. Bọn chúng đã bắt đầu khống chế làm cho cơ thể của Super Godzilla đứng im. Và sau đó bọn chúng liên tục tấn công vào người của Super Godzilla. Chắc có lẽ đó cũng là nguyên nhân đã đánh bại cha của nó, chính là Godzilla. Nhưng đối với Super Godzilla thì hoàn toàn khác. Nhờ cái lớp da vô cùng trâu và vô cùng săn chắc, lũ Leatherback liên tục đánh vào người nhưng chẳng xì nhờ gì cả. Thì Super Godzilla cũng đã tỉnh dậy và bắt đầu sử dụng hơi thở nguyên tử vô cùng đặc biệt và mạnh để hủy diệt cái lũ quái vật chết chóc này. Sau vài tiếng đồng hồ đánh nhau thì lũ Leatherback bắt đầu yếu dần. Chớp lấy cơ hội, Super Godzilla nhanh chóng sử dụng những nắm đấm và những cú đạp cường kích cực mạnh của mình phá tan nát đội hình Leatherback. Thế rồi từng con cũng đã ngã xuống. Con Leatherback cuối cùng cũng đã bị Super Godzilla sử dụng hơi thở nguyên tử một lần nữa thổi bay nó. Vậy là tất cả kẻ thù của dòng tộc Godzilla cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến lúc rồi, nó cần phải đi lấy vợ, tìm một con Godzilla cái để có thể thành hôn và đẻ thật nhiều con, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Vâng, đó là toàn bộ cuộc đời của Super Godzilla. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một buổi chiều thật vui vẻ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.